Thưa quý vị, hành phi là một loại phụ gia giúp trang trí món ăn thêm đẹp mắt. Ngoài ra, hành phi còn có mùi vị thơm ngon rất là đặc biệt. Một số món ăn không thể thiếu được hành phi trong bữa ăn truyền thống của người Việt Nam như là bánh cuốn, xôi xéo, xôi bắp hay là cháo gỏi vịt. Để làm món hành phi, người ta thường dùng củ hành ta hay còn gọi là hành tím. Củ hành thật tròn, bóng, đem thái nhỏ, cho vào chảo mỡ hoặc dầu ăn, phi cho vàng lên. Đây là một công đoạn rất đơn giản, dễ dàng thực hiện. Phần lớn các bà nội trợ đều đã từng thực hiện món hành phi cho bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, khá nhiều hàng rong, quán, nhà hàng đã không làm hành phi mà dùng hành phi được bỏ muối, còn gọi là hành phi công nghiệp. Để có thể cạnh tranh bỏ muối với giá rẻ nhất, rất nhiều cơ sở chế biến hành phi đã tìm cách giảm giá thành của sản phẩm bằng những cách như không dùng hành ta mà phần lớn là hành tây, họ chọn loại hành kém chất lượng, có khi đã bị dập, chảy nước do quá lâu ngày để giảm giá thành. Có khi trộn thêm cả khoai mì cắt mỏng. Ngoài ra, họ trộn thêm bột khoai mì vào để tăng trọng lượng. Điều đáng lo ngại nhất là họ sử dụng loại dầu mỡ đã chiên nấu rất nhiều lần. Khi dầu bị đun nóng nhiều lần, thành phần hóa học sẽ thay đổi. Vitamin A, E và một số chất dinh dưỡng trong dầu sẽ bị phá hủy và xuất hiện một số chất độc sẽ phá hủy các men tiêu hóa, làm khó tiêu, gây nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy, huyết áp tăng cao. Ngoài ra, dầu ăn chiên lại nhiều lần sẽ dễ bị oxy hóa, còn gây các bệnh lý mãn tính như ung thư, tiểu đường, tim mạch. Không ít cơ sở hành phi rất mất vệ sinh, sử dụng các dụng cụ lâu ngày không cọ rửa, cáu bẩn hoặc nguyên liệu thối đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Mà chỉ xem qua chúng ta cũng đủ rùng mình. Kính thưa quý vị, đây là hai mẫu hành phi, một là hành phi làm tại nhà và một là hành phi công nghiệp. Nhã Phương sẽ so sánh để quý vị có thể phân biệt được nha. Đầu tiên đây là hành phi làm tại nhà. Về cảm quan thì quý vị có thể nhìn thấy được những tép hành rất là nhiều, có độ bóng dầu và màu vàng sẫm. Nhã Phương sẽ ngửi thử mùi của hành phi. Mùi rất là thơm. Mùi hành phi rất là thơm, không hề gắt chào nha. Nhã Phương sẽ nếm thử một miếng. Hành phi có vị rất là ngon và đặc biệt nữa. Nó mỏng và không hề gắt dầu và rất là giòn một cách nhẹ nhàng. Còn đây là hành phi công nghiệp. Nhìn sơ qua thì chúng ta cũng thấy được cái màu vàng của nó không có tươi và bóng như hành phi làm tại nhà. Hành phi công nghiệp thì màu vàng nhạt hơn và nó có rất là dày và nhiều miếng. Cái miếng này thì có thể là khoai mì và cũng có thể là hành tây được sắc ra và trộn chung với hành phi. Về mùi thì để Nhã Phương ngửi thêm nè. Nó không có mùi thơm của hành phi, nó chỉ có mùi dầu rất là gắt thôi ạ. Nhã Phương sẽ thử một miếng nhỏ nha. Không dám thử nhiều đâu ạ. Hành phi công nghiệp này khi mà vừa đưa vào miệng ăn thì nó rất là giòn. Tại vì nó đã được trộn qua bột, cho nên khi mà ăn thì nó rất là giòn, không như hành phi làm tại nhà. Và nhưng mà nó không có mùi của hành phi hết. Thưa quý vị, vậy là chúng ta dùng bằng mắt thường thôi là chúng ta có thể quan sát và có thể phân biệt được đâu là hành phi làm tại nhà và đâu là hành phi công nghiệp. Rất đơn giản phải không thưa quý vị? Thưa quý vị, vậy là phần nào quý vị đã có thể phân biệt được đâu là hành phi làm tại nhà và đâu là hành phi công nghiệp kém chất lượng. Khi quý vị đi mua hay thưởng thức những món ăn ở ngoài hàng quán thì quý vị thấy hành phi công nghiệp, quý vị nhớ nhắc người bán hàng nha, bỏ ra hoặc lỡ mà họ đã cho vào món ăn của chúng ta thì chúng ta gạt ra để đảm bảo sức khỏe cho chính chúng ta và cả gia đình nữa. Xin cảm ơn nhà tài trợ Tâm Đức, đơn vị phân phối độc quyền máy kiểm tra thực phẩm Schweppes tại Việt Nam.